trường. Nhưng mà chị Mưa là kế toán trưởng với cả rồi. Bạn vừa học lên năm năm ngoái nữa nhỉ? Anh nhỉ? Vâng. Năm ngoái thôi. Bạn đã bắt đầu chị Mưa làm kế toán trưởng, em thấy không phục. Thôi chị em cũng tuyển kế toán viên đó. Hiện tại chưa? Em ơi, nếu về cái tấm biên ý mà thầy Hồ Vi trong CV là đã được học thì là bắt thành ưu tiên nhé. Mà thôi, khỏi cần xếp hồ sơ hoặc xử lý thứ. Em vẫn 18, em làm ở công ty nào phải chịu cả bên biển bạc. Biển bạc. Biển bạc, biển bạc, chứ khóa bạc. Quay. Nó sẽ học tập thiết bị an ninh. Chưa học.